Em Tiến kính chào toàn thể quý vị, các bác, cùng anh em. Thưa quý vị, các bác, cùng anh em, trong mấy ngày hôm nay em Tiến có công việc riêng bận. Thằng cu con nhà em nó được cháu được hơn 6 tháng, nó bị ốm đi bệnh viện, cho nên là em cũng không có thời gian làm video cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta được. Mong quý vị, các bác, các anh em chúng ta rất là thông cảm cho em. Và trong những ngày qua thì không lên video, không có gì nhờ. Nhưng mà các bác cũng đã điện thoại lại và chốt những đôi loa và những chiếc âm đi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thưa quý vị, các bác của anh em sẽ nhanh chóng đi vào một bộ phối ghép huyền thoại. Đó là cặp loa Beyonder Modern S180A. Đây là một đôi loa, nó có tên là Ông Vua Nhạc Vàng, các bác nhé, được mệnh danh và tôn vinh. Đó là Ông Vua Nhạc Vàng. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, không hẳn và tự nhiên mà nó có cái tên như thế này. Trong các phân khúc cùng cái giá tiền với nó, thì chúng ta hãy cùng so sánh với những đôi loa Beyonder HBM100 và các dòng JBL như là 4312A, rồi 4312B, C, D, MK2, vân vân và vân vân. Những năm tháng qua thì cách đây 1-2 năm trước và trở về những năm trước thì đôi loa 180A được sánh ngang với lại những đôi loa JBL cũng như HBM100. Đến thời điểm như bây giờ, qua hơn một năm gần vào đây, thì như những đôi loa HBM cũng đã xuống giá một cách trầm trọng. Và tiếp theo nữa là những dòng JB cũng xuống giá vài triệu đồng cho một đôi. Nhưng riêng đôi loa Beyonder S180A thì không hề xuống giá, các bác nha. Không hề xuống giá. Chứng tỏ một điều, một câu rằng, qua thời gian 5 tháng thì các đôi tai đã lên. Nó được gọi là dòng tai vàng của quý vị, các bác, của anh em. Và anh em cũng đã trải nghiệm thực tế. Thì các bác, các anh em chúng ta cũng đã biết rằng đôi loa Beyonder 180A, S180A là một đôi loa huyền thoại Ông Vua Nhạc Vàng. Nó nghe đa loại nhạc và nhạc nào cũng chơi cũng hay. Và đặc biệt là nó chiều được tai người nghe. Sau đó, đó là kể cả là những đôi tai mới, tức là những người mới chơi ấy, những đôi tai mới và những đôi tai có thâm liên thì nó cũng chiều lòng được, bởi vì dòng loa Beyonder S180A có cái tép đôm rất nảy và trung đôm cực kỳ nảy, sáng, chi tiết, rõ nét và đặc biệt huyền thoại. Thì phải nói đến cái bát của đôi loa Beyonder S180A, đó là nó đi rất sâu, tiếng của nó cực mềm và sâu xa. Dòng loa này nếu để nói về kết hợp hát karaoke thì đúng là hết thuốc. Thế nhưng em cũng khuyên quý vị, các bác, các anh em chúng ta một câu rằng, chúng ta mua đôi loa này về, chúng ta chỉ dành nó để nghe nhạc thôi. Chứ còn các bác là những người chơi thâm liên, có kinh nghiệm, thì các bác ghép thêm một đôi loa lời nữa để các bác chơi karaoke trong cái mức độ bình dị, bình dân cho gia đình mình thì rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhưng nếu đôi loa này mà các bác đang hát mà gặp bạn bè các bác mà ông nào mà chơi rượu vào ấy, hay là tiếng của cái người đó nó vỡ giọng, nó to đấy, mà các bác ấy vào, bác chỉ cần gào phát thì kêu alo phát là cũng là nhà đứt tép luôn, là đứt tép các bác nhá. Chính vì vậy cho nên là em Tiến bán đôi loa này thì cũng mong quý vị, các bác, các anh em chúng ta dành nó để chuyên nghe nhạc vàng, các bác nhá, chuyên nghe nhạc. Còn nó hát karaoke thì dành cho những người có kinh nghiệm. Đối với em Tiến thì bản thân em Tiến hát karaoke ở đôi loa này, em dám khẳng định cho các bác là 10 năm cho đến vài chục năm không bao giờ bị cháy tép hay là không bao giờ bị làm sao. Đấy, riêng em Tiến khẳng định như vậy. Nhưng đối với các bác thì các bác còn phải trải qua kinh nghiệm rất nhiều thì mới được cái độ chỉnh như bọn em. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, không lan man nói nhiều. Trong video này thì em sẽ đi thẳng vào vấn đề, test cho anh em một bộ sản phẩm phối ghép gồm có là một đôi loa Beyonder S180A. Trong video này có hai con âm đi để ghép cùng đôi loa này rất hay. Thứ nhất là con âm đi Đà Lông P3940V, em đã mở lòng nội thất ra cho anh em rồi. Và tiếp theo là con âm đi Beyonder SA7800 hay là mã nguồn vàng ở trên kia, các bác nhá. Đấy, hai em âm đi ghép vào đôi loa này thì đúng là huyền thoại như xích clip luôn anh em nhá. Đấy. Bây giờ thì em mời quý vị, các bác, các anh em chúng ta. Và trong video này các bác lưu ý đừng tua màn hình và đừng rời màn hình. Em sẽ cho các bác nghe 3 bản nhạc để cho đôi loa này nó thể hiện chất âm như thế nào, các bác sẽ biết ngay. Và bây giờ xin mời quý vị, các bác, các anh em chúng ta hãy đến với lòng phèo và nội thất của con âm ni huyền thoại Đà Lông P3940V. Cái nguồn của nó còn chữ, các bác nha. Cái nguồn của con âm ni Đà Lông P3940V mà còn chữ thì chúng ta thấy là con âm ni rất đẹp, còn rất đẹp, các bác nha. Nếu như con âm ni nào mà bên nước ngoài họ chơi nhiều, chơi lâu năm hơn
và vào những người mà chơi mở to thì cái lớp sơn này sẽ sự tự bong lên và cái chữ này lúc bây giờ sẽ không còn nữa các bác nhá. Đấy. Còn đâu các cái máy móc của nó thì zin đét, em bao zin đét cho quý vị các bác anh em, ta luôn một con âm đi cực kỳ đẹp. Đấy, em đã đấu dây sẵn cho đôi loa Beulah S180A rồi. Con này thì đánh 4 sò sang két 2 vít và công suất của nó là 205W, nguồn điện 100V. Đối với đôi chiếc âm đi này thì có thể đánh được một đôi loa Beulah S180A hoặc là ngoài ra các bác có thể kẹp thêm một đôi loa lời đó là Bose 301, Sony 2, Sony 3, rồi 4.2, rồi AB các bác nhá. Rồi, đây là mặt mũi của em âm đi Đà Long PMA 940V các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn, anh em nhá. Đẹp mỹ mãn cuộc đời luôn anh em nhá. Chữ nghĩa LED. Đấy, anh em này. Rồi, ok, Đà Long PMA 940V đây. Rồi, chiếc âm đi này em tiến bán cho quý vị các bác các anh em chúng ta với một cái mức giá là 13 triệu 200 các bác nhá. 13 triệu 200 chiếc âm đi này. Chiếc âm đi này Đà Long PMA 940V em bán cho quý vị các bác các anh em chúng ta với giá là 13 triệu 200. Và đôi loa Beulah S180A đẹp cỡ này, zin cỡ này, các bác thấy ngay cả từ cái áo của nó đầy đủ tem mác và cái áo của nó không bị bục một nhát nào anh em nhá. Không bị bục một nhát nào, zin nguyên bản anh em nhá. Zin từ đầu đến đuôi. Nếu như không zin mà không như lời em Tiến nói thì em Tiến sẽ đền quý vị các bác các anh em số tiền bằng đôi loa này các bác nhá. Số đền cho quý vị các bác các anh em số tiền bằng đôi loa này. Chúng ta thấy là đây các cái vân gỗ của nó đặc trưng rồi, quá đẹp. Anh em nhá. Vuông họng sắc cạnh. Đấy anh em nào. Không sót sẹo một tí thì nào. Anh em thấy không? Rất đẹp, tuyệt vời. Một huyền thoại, một ông vua nhập vàng. Và đến tay em Tiến mà đẹp như thế này, miễn chê, miễn bàn luận anh em nhá. Loa Beulah S180A có trở kháng 6,3 ohm, công suất 120W, đó là công suất tối đa trên một thân thùng loa. Hàng được sản xuất tại Madin Japan Nhật Bản anh em nhá. Quá tuyệt vời luôn. Một đôi loa tuyến loa thì miễn chê, miễn bàn luận. Đây là một cái trung đôm, đây là một cái tép đôm anh em nhá. Một tép đôm zin nguyên bản. Một loa trung đôm màng titan đánh tiếng cực lẩy sáng rõ nét các bác nhá. Một lỗ thông hơi, hai vi tinh chỉnh để tinh chỉnh cho lời và tép. Và đây là cái màng bát của đôi loa các bác nhá. Cái màng bát quá đẹp, quá tuyệt vời anh em nhá. Nó quá đẹp luôn. Rồi. Và mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy tiến đến sang tới bên này. Rồi. Anh em nhìn này. Đẹp tuyệt vời luôn. Lung linh nhá. Đẹp xuất sắc, lung linh luôn. Quá tuyệt vời đâu. Không có cái ngòi bút nào để tả cho đôi loa này nữa. Và đôi loa này nó không thể đẹp hơn được nữa các bác nha. Đẹp thế này khác gì vừa xuất xưởng ra đâu các bác nha. Đẹp thế này không khác gì vừa xuất xưởng ra cả. Cho nên là anh em chúng ta cũng không có điều gì để khe và cũng không có điều gì để chê bai về đôi loa này nữa anh em nha. Một đôi loa có cái chất âm vô cùng mượt mà sâu lắng, hay, nghe được nhiều thể loại nhạc anh em nha. Đấy, tép này, trung này, sáng rõ nét, bát này các bác nhá. Ấy đẹp chưa, mỹ mãn cuộc đời luôn anh em nhá. Rồi, nguồn phát là chiếc đầu Beulah Modern PDR D5. Thưa quý vị các bác các anh em chúng ta, đôi loa Beulah S180A em xin được bán giá cho quý vị các bác các anh em chúng ta với một mức giá là 12.600.000 các bác nhá. À quên, em nhầm. 22.600.000 các bác nhá. Nó nói cứ lẫn lộn này chết giả thật đấy. 22.600.000 các bác nhá. 22.600.000 đồng giá tại cửa hàng em Tiến. Và đối với đôi loa này thì đẹp đến cỡ này thì trên thị trường vẫn bán với giá là 24.500.000 trở lên các bác nhá. Nó giá đó 24.500.000 đến 25.000.000 quay đầu loanh quanh ở trong cái mức giá là rẻ hơn 1-2 triệu thôi các bác nhá. Đấy là em nói những đôi loa đẹp, còn những hàng mà xấu và lỗi thì nó rẻ, nó chỉ hơn chục triệu thôi anh em nhá. Nhưng mà em Tiến không lấy hàng đó để bán. Thưa quý vị các bác và anh em chúng ta, đôi loa Beulah S180A cũng thể ghép với lại chiếc âm đi Beulah SA 7820 mã nguồn vàng, chất âm tuyệt vời, rất hay đấy anh em nhá. Đấy, chiếc âm đi này giá 9.3 triệu, 9.3 triệu bao gồm cả hộp gỗ cho anh em. Rồi, ok, một chiếc đầu này thì 3.8 triệu có cả sách táp lô dây quang tặng kèm anh em. Và bây giờ thì kính mời quý vị các bác các anh em chúng ta cùng nghe nhạc. Em sẽ cho các bác các anh em chúng ta nghe ba lửa bài nhạc luôn anh em nhá. Từ nhạc có lời đến nhạc không lời và nhạc acoustic rồi nhạc vàng. Hãy
người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thầm đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xôi một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim cả dòng sông bỗng phút trông sẽ quay về nguồn em ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thang bây giờ đến nhạc vàng anh em nhé. Bên Trường Vũ. Tôi ở ngoại ô một căn nhà tình có hoa thơm cháy cần kề lối xóm có cô bạn thân xóm hôm lâu xanh đẹp hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu chưa nghĩ đến mày nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng nghe lòng thương đầy biết rằng mình yêu khi ôm lòng nhau thời gian gần gũi đã hoa đi mất nào còn sao nàng vui dấn thân trên đường
gió lạnh giữa màn đêm thương sẽ nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đời sẽ còn gặp nhau. Giờ đến nhạc không lời nhá, nhạc cụ téc loa nhá.